Rồi tiếp tục nè anh em ơi, còn mấy món nó bán cho nên hết luôn. Đây hồi nãy giờ quá trời người hỏi bộ tỉa cành nè, 350 nha, bộ tỉa cành chuông nhỏ đó, bao lăn bao sống nha, đó thấy không đó, nói chung là lăn im 350 ngàn cộng ship bộ tỉa cành chuông nhỏ ha, 350 ngàn. Cái bữa hổm là số 50, bữa nay là 51 nha anh em, 51 nè, 350 ngàn. Anh em làm liệt chốt lẹ gục liền nha. Chẳng thôi ta chốt một tiêu á. Cái này là bao sống anh em, bao lăn cho anh em bình thường nha. Đó, mở cái đèn lên cây. Rồi 350 ngàn số 51 nha, bao lăn dây ga còn ha, ga bóp còn hoạt động bình thường luôn nha. Đó, ga bóp còn hoạt động bình thường luôn. Đó, lưỡi léo rồi là còn ok, nghiêm chỉnh. Đó, nhông nhiếc đồ còn, 350 ngàn số 51 nha anh em. Rồi số 52 là hai cục này 500. Đó thì hai cục này là Kawa TD18 anh em. Bố còn. Bố còn. Bố đẹp. Bố 54, bố này hiếm nha anh em. Bố này cả 100.000 bộ á. Bố này 454, bố hiếm nha. Thì hai cái cục này thì cục còn lăn được, cục cứng nha anh em. Đó cục này còn giật được nè. Đó, còn cục này thì cứng rồi nha. Đó, hai cục này anh em về sòn lại một thì coi dồn lượt thì làm ha. 500 ngàn hai cục này, chốt thì tự trả ship nha, không có bao. 52 52 cho hai cục Kawasaki TD18. Đó, hai cục 500. Rồi 53, con này 53, con này 54. 53 nè, 54 nè. Rồi hai con này là hai con Mitsubishi T12 anh em, nòng nó 32 ly tum gời nha. Thì 600 ngàn cây. Thì đây tum gời hết nha. Đó, con này nó dính sình thôi chứ nó máy nó đẹp lắm nha anh em. Anh em về rửa ra là đẹp lắm nha. Đó. Máy là sống là thấy hơi hám là ok hết nha anh em, thấy giật hơi là ok nha. Đó, cần của nó là cùi kẹp đầy đủ. Lấy bộ cần không 400 nè anh em. Đầu máy còn 200 thôi. Đó, tại chiếc này về còn cần nè. Còn cần bây giờ mới bán cho anh em, thường thường em gỡ cần hết. Đó, cùi kẹp đầy đủ nha. Cứng gì anh em kiểm tra đạn lại. Đó, thì hai con này 600 ngàn con. Mitsubishi T12 nha. Đó anh em thấy không? Tum gời tum nhỏ nha anh em, tum gời tum nhỏ mình đó nha. Đó, con này thì nó quá trời nó sình này. Đó, mấy con đóng sình này thường thường rửa ra đẹp lắm nha anh em. Hơi giật ok nha. Con này nó bị gãy một ghi nè, em gắn một ghi khác vô giật hơi cho anh em nghe nè. Thấy không? Thông thường nội gỡ cái đầu này không là ra là bán 400 tới 500 mình anh em, 4-500 ngàn cái đầu máy này. Đó. Còn bộ cần nữa là bộ cần cũng 4-500 nữa. Thấy không? Bán nguyên cây 600 luôn. Vậy anh em tự xử nha. Đó, 600 cây này cũng vậy luôn ha. Hơi ngon hết nha anh em, hơi tốt hết nha. Đó. 54 và 53 600 ngàn cây ha. Con này còn lưỡi dao tặng luôn, còn con này thì không có lưỡi nha. Con này như cần nó cứng hay sao giờ anh em kiểm tra thay đạn lại ha. Đó, rồi, con này thì nó đẹp hơn nè. Còn con này thì nó sình nó dơ ha. Đó, 53 600, 54 600. Rồi, con 55. 55 này chiều 2 anh em, nguyên cây ba lô Mitsu 170 ha. 55 nè. Rồi con này nguyên bộ ba lô anh em. Thì đây. Cái bộ khung của nó đây nha. Cái bộ khung nó bình xăng xéo đồ này, dây đeo còn ok anh em, nhưng mà bị đứt ba chiếc cung thùng cao su với dây nó rớt ra ngoài ha. Con này Mitsubishi T170 nha, hơi hám lửa củi tốt. Đó. Nòng 36 ly, 33cc tum gời tum lớn anh em. Tum gời tum lớn nha. Đó, cần cung đồ đầy đủ hết, nguyên triệu 2 nguyên cái này. Cái này thường thường chỗ nổ là từ 2 triệu không nha anh em. Tại cái này bán lẻ lẻ tranh thủ ăn Tết á. Đó, cùi kẹp đồ chán kẹp đồ là đầy đủ hết nha, đầy đủ hết nè. Đó. Thấy không? Đó nguyên cây nha, nguyên cây nguyên bộ bán như trên video anh em. Bán như trên video ha, anh em xem kỹ một chút. Đó. Thiếu ba cục cao su này thì về thay cái cục khác vô là anh em chỉnh ngon lành nha anh em. Hơi hám tốt. Hơi giật cũng không nổi luôn. Rồi, 55 1 triệu 2 cộng ship nha anh em. Ha, máy móc thì bao đẹp, nguyên rin. Bao hơi. Đó, đầy đủ đồ nha, nói chung con này đầy đủ đồ rồi, nó chỉ đứt ba cục không cao su thôi. Rồi, triệu 2. 600, 600, 500. Còn cái bộ đó 350. Anh em làm được thì liên hệ trực tiếp giùm em ha. 0972 949 527. Rồi, bye bye anh em.